kiều bào từ Mỹ trở về đây và 50 năm sống trên đất Hoa Kỳ. Từ chuyến đi Trường Sa đầu tiên, tôi đã đem được cái thông điệp Trường Sa mãi mãi sẽ là của Việt Nam. Tới bây giờ đã có gần 600 kiều bào đó là chứng nhân, đó là một sự thành công, đã đem được tiếng nói của những người kiều bào về đến bên kia bờ đại dương và khẳng định được rằng chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Ngày hôm nay nhìn thấy cái sự hy sinh vất vả của các chiến sĩ hải quân như thế nào, bản thân mình và tất cả chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa, có thể đóng góp nhiều hơn nữa để cho cái công cuộc bảo vệ chủ quyền và bảo vệ biển đảo đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh. Các anh cứ giữ vững cái tinh thần ở ngoài đó để làm tròn nhiệm vụ. Và yên tâm là có những người ở trong đây sẽ luôn luôn nhớ và thương và động viên các anh. Tôi tên là Nguyễn Quang Trường, là kiều bào đến từ Hoa Kỳ. Tôi là người rất may mắn được ra Trường Sa năm nay. Lần đầu tiên là năm 2012. Đây là đoàn kiều bào đầu tiên được Bộ Ngoại giao tổ chức dành cho các đại biểu ra Trường Sa. Chuyến đi 2012 lần đó đối với tôi vô cùng ấn tượng, là bởi vì cũng giống như là vừa là một đại biểu và cũng đồng thời là một nhà báo được ra tận biển đảo để ghi nhận cảnh quan ở đây. Qua 2 năm Covid thì là kiều bào của chúng ta ở nước ngoài rất mong muốn có những chuyến đi liên tục như thế. Và cái sự chờ đợi đó cũng đã là cái tâm nguyện của rất nhiều người. Nhà báo Nguyễn Quang Trường, hay còn có bút danh là Etcetera Nguyễn, hiện anh đang là chủ nhiệm kiêm phóng viên kênh Việt Nam Today, một kênh tin tức trên mạng xã hội tại Mỹ được nhiều người Việt Nam biết tới. Từng may mắn đến thăm Trường Sa lần đầu năm 2012, năm nay anh trở lại Trường Sa cùng với 41 kiều bào đến từ 17 quốc gia với hải trình 9 ngày tới các điểm đảo trong quần đảo Trường Sa và thăm nhà giàn DK1. Là người làm báo cộng đồng, anh mong muốn giúp những người Việt ở khắp nơi trên thế giới chưa có dịp thăm quần đảo Trường Sa sẽ có cái nhìn khách quan cuộc sống của các chiến sĩ và người dân nơi đảo xa tổ quốc. Qua chuyến đi thăm Trường Sa lần này, Etcetera Nguyễn còn đặt cho mình một trọng trách: kết nối tâm tư, tình cảm và suy nghĩ của nhiều bà con kiều bào về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Qua những cái câu chuyện, những cuộc phỏng vấn, tôi đã làm đầy đủ tất cả một cách khách quan, trung thực nhất có thể, và tìm hiểu thêm cái hoạt động của các kiều bào của chúng ta ở nước ngoài khi hướng về tổ quốc như thế nào. Hồi hộp, đan xen lo lắng. Nhiều người đã từng đi biển, nhưng cảm xúc được vinh dự là một trong những đại biểu kiều bào có mặt trên con tàu Trường Sa 571 của Quân chủng Hải quân Việt Nam vô cùng đặc biệt. Hải trình 9 ngày trên biển quê hương là những khoảnh khắc thiêng liêng, khắc sâu trong tâm thức của mỗi đại biểu. Kính thưa quý vị khán giả, và đây là thời khắc mà chúng tôi chuẩn bị lên trên tàu. Bây giờ chúng tôi đã làm tất cả các thủ tục và nhận phòng xong con tàu 571, tàu Trường Sa. Đây cũng là cái con tàu mà chúng tôi đã từng đi trên con tàu này vào năm 2012. Hải trình này sẽ kéo dài trong vòng 9 ngày. Và bây giờ tôi sẽ lên trên tàu để mà ghi nhận cái cảnh quan và không khí những đại biểu đã có mặt như thế nào nhé. Khác với nhà báo Etcetera Nguyễn, nhiều kiều bào mới lần đầu được tham gia hải trình. Sau 2 năm trì hoãn bởi dịch bệnh, nhiều bà con kiều bào không giấu được sự háo hức, niềm hân hoan cho chuyến hải trình đến với quần đảo Trường Sa. Từ Úc rồi cơ, rất là hồi hộp và cảm động. Mình là trong số những người trẻ tuổi nhất, nhưng mà mình lại thấy cô chú kiều còn hào hứng hơn của mình. Và mình thấy rất là vui bởi vì thấy rằng là các cô, các chú đi xa tổ quốc lâu rồi mà vẫn rất là yêu nước. Mọi người khi mà trước ngày đi cũng đã tập trung ở đây 3-4 ngày rồi thì mọi người cũng rất nhiều cơ hội đã biết nhau rồi.
khi lên trên tàu, cái cảm giác đầu tiên ấy, nó là cái sự tiếp đón của các bộ đội rất là nhiệt tình. Chúng tôi ở trên tàu có tất cả 250 người, mà để mà phục vụ cho một bữa ăn cho 250 người thì các chiến sĩ phải dậy từ rất là sớm. Bữa ăn thực sự chúng tôi rất là cảm động. Nhưng mà chúng tôi ở đây chúng tôi được những bữa cơm thực sự á, nó còn hơn cả những bữa cơm ở gia đình của chúng tôi. Chúng tôi thấy các anh nuôi thực sự là rất là vất vả. Chị em chúng tôi cũng xuống dưới nhà bếp trợ giúp các chiến sĩ nấu cơm. Người thì nhặt rau, người thì rửa bát, tạo một cái không khí rất là vui mà đầm ấm, ấm áp, mà có một cái gì đó nó rất là thân thương. Đây là một cuộc đi ra thăm đảo Trường Sa và chúng tôi là những người con xa xứ ở khắp các châu lục về đến Trường Sa như là anh chị em trong một gia đình. Tất cả mọi người đều rất là tự giác xuống giúp đỡ các đồng chí ở trên tàu ở dưới bếp ăn. 17 chiến sĩ anh nuôi đấy, gọi là anh nuôi, thật cực kỳ là chịu khó chăm chỉ. Có những hôm tôi đã xuống từng hỏi bảo các đồng chí có ngủ được nhiều không, bảo chúng cháu chỉ được ngủ có 2 tiếng, có nghĩa là một ngày phục vụ 4 bữa ăn rất là vất vả luôn. Hết giờ nghỉ toàn tàu báo thức, hết giờ nghỉ báo thức toàn tàu. Trải qua gần 2 ngày trên biển, các đại biểu đến với điểm đảo đầu tiên, đảo Song Tử Tây. Đảo Song Tử Tây là một trong 3 xã, thị trấn của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh các đơn vị quân đội, trên đảo còn có các hộ dân sinh sống, các công trình dân sự, văn hóa tâm linh. Nhiều kiều bào cảm thấy bất ngờ trước những sự phát triển trên đảo. Xưa nay là chỉ nghe trên báo chí và đài, bây giờ đi trải nghiệm thực tế mà thấy là biển đảo của mình rất là rộng, rất là hùng vĩ. Và thăm các đảo thấy có bà con, cư dân, rồi có chùa, có chiền, có sinh hoạt, có làng, và nên khẳng định đây là chủ quyền, đây là đất nước của mình, đất nước của mình. Lên trên đảo các chiến sĩ có trồng rau này, rồi mùng tơi, rau cải, rồi mướp đắng có hết. Cái vườn rau của các chiến sĩ thật sự chúng tôi cũng ở trên đất liền còn khó, không trồng được. Lên đến đảo thì thấy vui lắm, các chiến sĩ tiếp đón rất là nhiệt tình. Cứ đi đến đâu thì tôi lại ghi hình đến đó và quay phim đến đó. Tôi muốn rằng là có một chút tư liệu để tôi mang về, bởi vì tôi đang sinh sống ở bên Cộng hòa Liên bang Đức. Thì những người dân, nhất là những người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài ấy, thì cũng hiểu rất là ít về biển đảo nhà mình. Thưa các quý vị, hôm nay tôi đứng ở đây là trên đảo đã lớn và có hàng chữ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa, huyện Trường Sa, đảo đá lớn. Tôi thực tế đứng ở đây là một nhân chứng sống, khẳng định rằng là đây là chủ quyền của Việt Nam. Xung quanh thực sự là rất là đẹp, đúng rằng là đất nước chúng ta biển trời bao la và thực sự là rất là hãnh diện và tự hào. Hơn 30 năm định cư ở Đức, lần đầu đến với Trường Sa, đại biểu Bùi Thị Thơm không giấu được sự phấn khởi khi được đặt chân lên đảo. Bà Thơm tự hào được khoác trên mình lá cờ Tổ quốc khi tham gia các hoạt động của đoàn. Cùng giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ, hay đến từng hộ dân thăm hỏi, trao quà. Ở trên này có bao nhiêu bảy hộ, đẻ này cũng bảy con gấu. Thì tổng số đằng kia cũng là 7. Đây là những cổ chân bám biển, bám sông, bám nước, bám đảo. Dạ. Quê tụi em ở đâu? Dạ, tụi em đa số là ở Khánh Hòa. À, Khánh Hòa. Khỏe mà chú ra không phải nhá. Cảm ơn tấm lòng của anh chị. Dạ. 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 Dạ.
Chúng tôi cùng với lại các kiều bào các đoàn tìm tới các nhà dân để chúng tôi nói chuyện trò rồi giao lưu, hỏi thăm. Thì chúng tôi được biết là cuộc sống của những người dân ở trên đảo này rất là đầy đủ và những ngôi nhà liền kề rất là đẹp. Cũng được biết rằng ở trên đảo sẽ có giếng khoan nước ngọt, rồi có điện năng lượng mặt trời. Dân cũng trồng rau, cây, củ quả. Các chiến sĩ cũng thế, có những vườn rau trên đảo rất là đẹp. Dân ở trên đảo rất là phấn khởi và vui. Các gia đình đều muốn xin ở lại. Chúng tôi đã có một phần quà riêng nữa để mang ra ngoài biển đảo đấy, thì để tặng cho các chiến sĩ và cho những gia đình, người dân đang ở trên đảo. Mỗi người chúng tôi đóng góp là 500 euro. Thì cái tiền đấy thì để mua các thứ cần thiết cho trên đảo và cho người dân. Cái tình cảm của người dân ùa lên với chúng tôi thực sự là một cái cảm xúc dâng trào. Đặc biệt là gặp các em, con em của những cái nhà dân mình, các em học sinh rất là tươi cười khi mà chúng tôi tặng quà, và các gia đình thì rất là hân hoan, phấn khởi. Gia đình mình ra ngoài này sinh sống được 4 năm rồi. Cảm thấy rất là vui và phấn khởi khi 2 năm vừa rồi mắc Covid ra không có đoàn ra. Khi đến đây được các cô, các chú kiều bào tặng quà và thăm hỏi, gia đình mình cảm thấy rất là phấn khởi, hạnh phúc khi được các cô chú quan tâm. Hành trình đi qua các điểm đảo dù không dài nhưng cũng đủ cho mỗi kiều bào cảm nhận được phần nào công việc, cuộc sống của các chiến sĩ và người dân nơi đây. Đây cũng là dịp để các phóng viên kiều bào ghi nhận và truyền tải đến cộng đồng. Nhà báo Etcetera Nguyễn đã nhanh chóng ghi lại thật nhiều thước phim về đời sống trên các điểm đảo. Cái mục đích của tôi thực hiện những video clip này để thay mặt cho những người dân ở trong và ngoài nước không có cơ hội để đi những chuyến tàu như vậy. Mỗi câu chuyện thì chỉ chừng khoảng từ 12 cho tới 15 phút. Điều mà tôi mong muốn gửi đến cho khán giả của tôi đó là cái sự đa dạng, phong phú và trên hết là sự khách quan và chân thực nhất có thể để mang về cho khán giả của mình, và vẫn luôn luôn có cái sự mà chung tay cần thiết, cái sự mà gìn giữ ở biển đảo. Rất nhiều những cái điều mà họ chưa từng biết, và đó là một trong những cái mục tiêu mà chúng tôi muốn trình bày một cái bức tranh tương đối đầy đủ về chuyến đi để cho mọi người được biết. Nó tự vô nó đẻ. Mình có thấy nó không? Qua 10 năm thì cũng có nhiều cái sự thay đổi, cũng có những cái lớp mà người dân mới đến đây, các chiến sĩ đảo cũng mới, và cảnh quan thì có nhiều màu xanh hơn, và đời sống của chiến sĩ của đảo, người dân vẫn hết sức là nghiêm túc thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Đến với Trường Sa lần này, nhà báo Etcetera Nguyễn cũng không quên ký họa chân dung các chiến sĩ và cảnh sắc nơi đây để làm kỷ niệm. Lần đầu tiên khi mà ra đảo thì tôi cũng nghĩ rằng chắc rất là khó có dịp để trở lại, cho nên tôi đã dành rất nhiều thời gian để vẽ phong cảnh ở trên đảo và một vài cái chân dung. Lần này đi thì chủ trương của tôi là mong muốn được ghi lại những chân dung của các người lính đảo. Như chúng ta biết là những bức hình vẽ nó sẽ khắc họa một cách rõ nét, đầy đủ hơn, và cái sự tương tác giữa cái người họa sĩ và người mẫu sẽ làm cho tôi cảm thấy là nhớ về cái nét mặt chân dung những nhân vật của tôi nhiều hơn. Và đây là những cái kỷ niệm mà có thể nói là vô cùng quý giá cho một người làm nghề như tôi. Phần lớn những chân dung vẽ của tôi thì tôi có cơ hội để nói chuyện với người mẫu, tức là các chiến sĩ đảo. Tôi tâm tình, tôi lắng nghe, tôi chia sẻ những cái câu chuyện cuộc đời, cuộc sống của họ. Tuy nhiên khi mà họ ra tới đảo thì họ trở thành những cái chiến sĩ có thể nói là kiên cường. Biển đảo là phên dậu của Tổ quốc Việt Nam của chúng ta. Do đó là những chiến sĩ này chúng ta có phải nói là rất là tri ân họ. Đây là bức khí hòa. Đây, Trương Quốc Dũng với cái nét mặt nghiêm nghị đang đứng gác súng đây. Cháu thấy thế nào? Cháu cảm thấy rất là vui đúng không? Trong cuộc đời của cháu là đã có ai vẽ khí hòa chưa? Chưa. Chưa. Và có thể nói là một cái giây phút mà được vẽ khí hòa ở biển đảo chắc cũng là một cái kỷ niệm khó quên với một người lính đúng không ạ? Vâng, đây là cái bức tranh mà xin gửi đến cho anh Dũng, anh Trương Quốc Dũng nhé. Chúc cháu bền gan bền chí và làm tốt nhiệm vụ của cái người lính đảo. Năm nay chắc bao nhiêu tuổi? 19 tuổi thôi.
Đây là một người lính trẻ lắm, chắc là tuổi con tuổi cháu chúng tôi thôi. Cách đây 10 năm, cùng với nhà báo Etcetera Nguyễn, ông Nguyễn Trọng Đức, người Việt Nam tại Mỹ, cũng đã có may mắn được tham gia hải trình đầu tiên dành cho kiều bào thăm quần đảo Trường Sa. Chuyến trở lại Trường Sa lần này giúp ông nhận thấy những thay đổi về đời sống, kinh tế nơi đây. Đảo Trường Sa sau 10 năm có lẽ rằng cái diện tích nó lớn hơn và nó xanh hơn, nó hùng vĩ hơn là cái ngày mà 10 năm qua tôi được nhìn thấy khi tôi bước chân đến đảo Trường Sa lần đầu tiên. Bây giờ đã là 10 năm. Phải nói rằng nếu không biết, không đặt chân lên đây là đảo, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ thấy đây là một thành phố với tất cả chùa, trường học, tất cả những cái cơ sở uy nghi nữa. Rất là đẹp. Tôi biết chắc chắn rằng nếu không có cư dân, không có quân dân ở tại đây, thì chắc chắn rằng để gìn giữ đảo như thế này, không thể đẹp như thế này được. 10 năm nay, tôi vẫn nghĩ rằng mình là một chiến sĩ Trường Sa ở các tuyến đầu hải ngoại, mang thông điệp biển đảo Trường Sa là chủ quyền của Việt Nam. Nay lại một lần nữa, trở lại đây, trở lại Trường Sa với tuổi đời lớn hơn, nhưng Trường Sa vẫn trẻ mãi, Trường Sa vẫn uy nghi và Trường Sa vẫn đẹp. Tôi đã ôm các chiến sĩ Trường Sa và nói rằng tôi sẽ trở về đây đứng chung với tất cả các chiến sĩ để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Trường Sa. Không có tình cảm nào thấm thiết đến thế. Biết bao bút mực, bài hát về Trường Sa, nhưng chỉ có trải nghiệm trên chuyến đi Trường Sa thì chúng ta mới thấy tình quân dân, kiều bào gắn bó. Và trong 10 năm qua thì phải nói là ngay từ đầu chúng ta đã đặt cái mục tiêu đại đoàn kết dân tộc lên rất cao trong cái mục đích của cái chương trình này. Theo thống kê của chúng tôi thì cho đến nay thì là cái số lượng tiền đóng góp ấy lên đến khoảng 15 tỷ. Ở Trường Sa thiếu điện thì bà con ta cũng đã đóng góp những cái hệ thống tích điện mặt trời. Ở Trường Sa thiếu nước thì bà con ta đóng góp những cái thiết bị để lọc thành nước ngọt. Trường Sa thiếu rau xanh thì bà con ta cũng đóng góp những cái công nghệ, những cái thiết bị để có thể trồng rau xanh ở trên cát. Thì đấy nó là cái tinh thần đại đoàn kết, nó thể hiện rất rõ trong cái khi mà tất cả mọi người khi đã đặt chân đến Trường Sa. Được tận mắt chứng kiến cuộc sống của quân và dân trên đảo, nhiều đại biểu cũng bày tỏ những trăn trở và nguyện vọng kết nối các nguồn lực để có những đóng góp to lớn hơn. Tôi là một nhà nghiên cứu lâu năm ở Nhật Bản, thì một niềm ấn tượng đối với là các đảo lần này là đa phần là kể cả đảo chìm thì các chiến sĩ trên đảo cũng có một cái vườn rau nho nhỏ đấy là tự trồng, nhưng mình phải cố gắng là làm sao để tận dụng được khoa học công nghệ vào đó để mình có thể là tự cung tự cấp được cái phần rau sạch cho các chiến sĩ ở trên đảo, thì mình phải dùng các loại gọi là chất đặc biệt là cung cấp cái lượng vi lượng và khoáng chất vừa đủ, không dùng chất vô cơ để mình có thể tăng năng suất, tăng chất lượng và mình có thể là tái sử dụng đất. Khi mà thăm đảo Tốc Tan, tôi có lên khu đỗ trực thăng của các chiến sĩ thì có xem là về cái hiện trạng của pin mặt trời của chúng ta ở đây. Thì tôi nghĩ là pin mặt trời của chúng ta hiện nay xuống cấp rất nhiều, thì mình có thể sử dụng các công nghệ mới nữa để hỗ trợ các chiến sĩ trên biển đảo này, hoặc là mình có thể sử dụng năng lượng gió để mình hỗ trợ các chiến sĩ. Ngay khi mà đặt chân xuống bờ, mình sẽ mua một cái laptop để mà em sinh hoạt vui chơi giải trí, xem các cái chương trình. Đồng thời là cái laptop thì rất là dễ bảo quản. Thứ nhất là nó có pin, thành ra là không có phụ thuộc cho cột điện, là nó nhỏ gọn. Khi mà các em dùng xong, các em thể dùng túi ni lông các em bỏ vào, các em cất trong tủ thì hạn chế cái ảnh hưởng của cái hơi nước biển đấy đó. Ví dụ như là sau này chúng ta kêu gọi thì nên kêu gọi những cái rất là thiết thực như vậy. Năm nay hải trình dự kiến đi qua 10 điểm đảo và một nhà giàn. Tuy nhiên vào những ngày thời tiết xấu, sóng lớn, không thể lên đảo, đại biểu kiều bào đã gửi những lời thăm hỏi động viên tới các chiến sĩ thông qua hệ thống bộ đàm. Đây là lần đầu tiên tôi đến Trường Sa. Chứng kiến sức sống mạnh liệt của Trường Sa, kiều bào trên toàn thế giới xin hứa với các chiến sĩ Trường Sa luôn luôn đồng hành, chia sẻ,
luôn luôn hướng về Trường Sa, cũng xin hứa với đồng bào trên khắp thế giới, các đồng bào là chúng tôi sẽ quyết tâm giữ vững chủ quyền của Tổ quốc. Giao lưu, biểu diễn văn nghệ rộn ràng, ra giao cảm xúc giữa các văn công, chiến sĩ và bà con kiều bào, càng làm gắn chặt tình quân dân. Và để đáp lại tình cảm tới đất liền, các chiến sĩ còn gửi tặng trái bàng vuông cho nhiều đại biểu làm kỷ niệm, gửi gắm tình cảm nơi đảo xa đến những kiều bào xa quê. Ở bên Ba Lan thì chúng tôi có câu lạc bộ Trường Sa. Đợt trước các bạn ấy đi thì các bạn ấy không kịp mang cái quả bàng vuông về. Thì đợt này chúng tôi có được cái cơ hội là sẽ mang được cái quả bàng vuông này về cho câu lạc bộ Trường Sa của Ba Lan. Chuyến hải hành như vậy, bên ban ngày thì chúng tôi hoạt động làm việc ở trên các đảo thăm những người lính. Buổi tối tất cả những thành viên trong kiều bào đều có cái sự là giao lưu với nhau, họ có thể là trong những đêm giao lưu văn nghệ từ đoàn này với là những cái đội kia, là những cái giây phút mà mọi người có thể gắn kết và chia sẻ. Hôm nay tôi nhớ lại câu nói của Bác Hồ dành cho đồng bào: Tổ quốc và Chính phủ luôn nhớ thương đồng bào như cha mẹ nhớ người con xa vắng nhà. Đó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa của nhà là như thế. Bác sinh thời, Bác luôn luôn dành tình cảm của người cho bà con ở xa Tổ quốc, chính là đồng bào chúng ta. Hôm nay có lẽ xin phép các đại biểu khác, đây là cái dịp chúng ta đón những người con ở xa Tổ quốc về. Trống cơm, bài hát Nam Long của nhiều người Việt, hôm nay được thể hiện bởi các đại biểu kiều bào đến từ nhiều quốc gia trên một sân khấu đặc biệt giữa Biển Đông. Không giàn dựng công phu, tiết mục cũng thể hiện tình cảm của nhiều người Việt xa xứ khi cùng chung một nhịp đập hướng về Trường Sa. Mình lớn lên trong cái bài trống cơm đó, mình đi qua nước ngoài bằng cái bài trống cơm đó, mình hát karaoke cũng bằng cái bài đó. Và khi mình trở về là cái bài đó là kết nối nguyên một đoàn với nhau, giống như mình trở về nhà trong vòng tay của tất cả mọi người như một thành viên trong gia đình, cho nên là rất là thấy ấm cúng. 9 ngày đồng hành trên cùng một con tàu, đây còn là khoảng thời gian để nhiều bà con kiều bào và những đại biểu trên tàu có những phút giây gắn kết bên nhau. Cùng nhau tổ chức sinh nhật. Cùng nhau dọn dẹp. Chúng tôi là những người con xa xứ ở khắp các châu lục về, nhưng mà như là anh chị em ruột thịt trong một gia đình luôn. Rất là vui vẻ luôn. Lúc nào cũng có những tiếng cười trong các phòng, tất cả mọi người trao đổi với nhau cuộc sống này, xong rồi công việc.
Gần 10 năm tổ chức chương trình đoàn kiều bào thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 đã có gần 600 đại biểu đến với Trường Sa. Từ những chuyến đi thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 như thế đã hình thành nên nhiều nhóm kiều bào khắp thế giới kết nối với nhau, xây dựng thành một mạng lưới các kiều bào với Trường Sa đoàn kết, gắn bó. Có thể nói là sau 10 năm với tình yêu thương kiều bào đối với quân dân Trường Sa tiếp tục được lan tỏa và ngày càng sâu đậm. Tình nghĩa giữa đất liền với Trường Sa đã gần hơn và đặc biệt là giữa kiều bào với Trường Sa ngày càng xích gần hơn. Được tiếp xúc các đoàn kiều bào năm 2022 ngày này thì tôi thấy rằng là những người được gặp những người kiều bào đã đi đến với Trường Sa, các anh các chị thì vẫn giữ nguyên cái trái tim với nhiệt huyết với biển đảo, với quê hương, và các anh ấy lại tiếp tục được chứng kiến thay ra đổi thịt hàng ngày và sự lớn mạnh lên của quần đảo Trường Sa. Tôi tin chắc rằng là với cái tình yêu biển đảo được lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài thì cũng lại là một cái điểm tựa về tinh thần để quân dân Trường Sa vững vàng. Đại diện cho tiếng nói kiều bào khắp miền, cảm ơn Bộ Tư lệnh Hải quân, Ủy ban Nhà nước về người Việt ở nước ngoài đã tổ chức những chuyến đi Trường Sa để thắt chặt tình quân dân kiều bào. Đó là một điều ước vọng, một điều mong muốn của tất cả các kiều bào ở hải ngoại. Từ đây, những cuộc hội ngộ Trường Sa đã và sẽ được tổ chức ở cả trong và ngoài nước. Những hội nhóm Trường Sa vẫn được duy trì và lan tỏa trên mạng xã hội. Những món quà kỷ niệm sẽ mãi được lưu giữ. Với những kiều bào đã đến với Trường Sa và nhà giàn DK1, nơi ấy tuy thật xa nhưng cũng thật gần vì Trường Sa luôn ở trong trái tim mỗi người Việt Nam.